Ok, chào các bạn. Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái mạch dịch mức. Vậy thì đây là một cái mạch dịch mức dùng IC khuếch đại thuật toán. Và chúng ta quan sát thấy có một con thuật toán. Cái đầu B có hai điểm trở R1 và R2, trong đó R2 được mắc với một cái con biến trở. Và trên con biến trở lại nối với nguồn 12V. Đấy, đầu ra là chân chân số 6 của IC. Và R4 mắc với đất. Còn R3 thì mắc với R4 và nối với chân chân N. Thì sau đây ta sẽ xét cái điện áp đầu ra của nó. Bây giờ chúng ta quan sát chân N này. Chân 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 B chứ. Tôi xin lỗi chân B nhé. Thì ta áp dụng định lý Kirchhoff 1 tại nút nút B, tức là I1 này. I1 này. Với I2 này thì I1 cộng I2 chính là bằng I của cái dương này. Y dương này. Đúng không? Mà I1 đấy nó chính là bằng U1 trừ UB. Trừ U của nút đây này. U1 trừ cho UB. Đấy, chia cho R1 cộng cho U2 trừ UB chia cho R2 bằng bằng 0. Đúng không? Sau đó ta áp dụng định luật ôm tại tại N thì UN sẽ bằng R4 chia cho R3 cộng R4 nhân cho UR. Nhân cho URA đấy. Đấy. UR đây là cái URA này. UN là tôi nhắc lại nè cho những bạn có vẻ ít hiểu đó là chưa biết gì đó là UN là hiệu điện thế tại tại cái cổng cổng đảo của con IC. UB chính là hiệu điện thế tại cổng cổng thuận của con IC. Đúng không? Mà con IC này ấy, nó khuếch đại thuật toán lý tưởng cho nên là UN bằng UB chính là bằng R4. Ban nãy em mình tính được UN là bằng R4 cộng R3 chia chia cho R3 cộng R4 nhân cho URA. Thì ta dựa vào 1 và 2, một là cái này. Một là cái này. Đấy. Đấy. Một là cái đó. Sau khi thay vào ta sẽ được như sau. U1 trừ cho R3 chia R4 nhân cho UR chia cho R1. Đấy, chúng ta thay vào như thế. Cứ thay UN chính là bằng cái giá trị mà tôi đóng ngoặc mở ngoặc 2 đấy. Sau đó tao quy đồng lên. Sau đó tao quy đồng lên, nhân R3 R4 lên cái U1 đây này. Đấy. Nhân cho R4 nhân cho UR. Ở dưới này ta hạ mẫu xuống là R3 cộng với R4. Cái này cũng tương tự, ta quy đồng lên. Thì sau khi chúng ta quy đồng lên thì chúng ta lại tiếp tục quy đồng một lần nữa cho nó chung mẫu. Chung mẫu này. Chung mẫu chính là R1 nhân cho R2, R3 cộng R4, đúng không? Mẫu chung của nó ấy, cái này các bạn biết rồi. Thì bằng là U1 nhân cho đóng ngoặc mở ngoặc R3 cộng với R4 nhân cho R2 trừ cho R2 nhân cho R4 nhân cho UR cộng cho U2 nhân cho R3 cộng với R4 nhân cho cái này là R1 này các bạn. Đấy, R1. Đấy. Trừ cho R1 nhân cho R4 nhân cho UR bằng bằng 0. Chỗ này trừ này, đoạn này là đoạn tiếp nối đấy, đoạn tiếp của cái dãy trên đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục được là R3, chúng ta đặt mẫu chung. Đây này, chỗ đoạn này chúng ta có R3, R4 này. R3, R4 này chúng ta đặt mẫu chung. R3 cộng R4 nhân với R1 nhân cho U1 R2 cộng U2 R1. Cái này ta thấy là có mẫu có UR chung. Thì ta đặt UR chung chính là R2 nhân cho R4 cộng R1 nhân R4. Hay nói cách khác ta sẽ mà ta đang tính gì? Ta đang xét gì? Đầu bài ta đang xét cái gì?
Đầu bài là ta đang xác định điện áp đầu ra của mạch. Tới đoạn này ta sẽ tính được UR, chính là bằng R4, R3 cộng R4, chúng ta chia ra, nhân lên, lấy nguyên cả cái này, lấy nguyên cả cái này, chia cho cái giá trị này, đúng không? Thì ta sẽ được như thế. Và sau khi ta biến đổi biểu thức này, biểu thức ở dưới này, biểu thức này này, đấy, thì ta biến đổi nó được là R1 nhân cho R2 nhân cho R3 cộng R4. Đấy, tất cả chia cho R4 nhân cho R1 cộng R2 nhân cho mở ngoặc U1 chia cho R1 cộng cho U2 chia cho R2. Như thế là ta đã xác định được U ra của nó rồi. Đúng không? Bài toán đây đây là kết thúc, và sau đây tôi sẽ trình bày cho các bạn là dạng sum của nó ra như thế nào. Đây ví dụ như là ta cho một đầu vào vào input 1 là bằng một dạng sum như thế này. Đúng không? Cái input 2 đây chính là từ từ cái đoạn gạch ngang ở dưới này, chỗ thu chỉ này, cho tới cái đoạn này chính là cái đoạn nó dịch. Chính là đoạn nó dịch một một mức nào đó. Sau đó nó qua cái mạch dịch mức tín hiệu. Mà cụ thể ở đây chính là cái mạch dịch mức tín hiệu khuếch đại thuật toán. Thì qua cái mạch dịch mức tín hiệu khuếch đại thuật toán thì nó sẽ dịch đi một khoảng đây. Chỗ đoạn này này. Đấy, nó sẽ dịch đi một khoảng. Đấy, nó dịch đi khoảng đó. Khoảng này chính là bằng 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 cái đoạn này này. Đấy, nó sẽ dịch đi một đoạn nữa đấy. Thì đó đó là cái nguyên lý của mạch dịch mức. Các bạn xem lại nguyên lý của nó nha. Đấy. Đây chính là output. Output mạch ra của nó. Và như thế là tôi đã nêu ra được cái nguyên lý của nó. Và các bạn nhớ rằng mạch trực mức điện áp là nó thực hiện việc là cộng thêm thành phần một chiều vào trong cái tín hiệu vào. Đấy, nó sẽ cộng thêm cái thành phần này. Đấy, thực hiện cộng thêm thành phần một chiều vào tín hiệu vào. Và như thế là tôi đã vừa trình bày cho các bạn là một số mạch, cái mạch dịch mức được trong cái xử lý tín hiệu này, và được ứng dụng rất nhiều trong điện tử cũng như trong trong y sinh. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc.